Chào các em. Hôm nay thầy có việc đột xuất, thế nên là thầy cho các trò nghỉ học. Ê, từ từ. Thế các trò có thấy vui không? Có. Tốt. Đó là một ví dụ về niềm vui. Hôm nay chúng ta sẽ học bài niềm vui. Kìa, vợ méo của thầy cầm gậy đến tìm thầy kìa. Vợ thầy đến đâu mà đến? Thì em đang lấy ví dụ về niềm vui mà. Cả lớp cười khanh khách. Thầy á, phải cho em 10 điểm ấy.